Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, triển khai các biện pháp khẩn cấp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19. Theo đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị các địa phương rà soát, nắm chắc tình hình đời sống người dân khó khăn trên địa bàn, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ người lao động theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23 năm 2021 của Thủ tướng, không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nhu yếu phẩm thiết yếu. Vận động các tổ chức chính trị xã hội, nhân dân kêu gọi ủng hộ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm gửi tới các khu vực giãn cách xã hội. Đặc biệt, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị các địa phương miễn giảm tiền điện, nước cho người thuê trọ, vận động chủ nhà trọ miễn giảm tiền nhà cho người dân. Các địa phương cũng cần căn cứ thực tế, chủ động hỗ trợ tiền ăn tối thiểu 50.000 đồng một người một ngày theo Nghị quyết 68 với lao động tự do, đối tượng bảo trợ xã hội.